Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa,
Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khiếp huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Ông Gioan đã làm chứng về người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế lệ luật của Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và đã đấng hằng ở trong cung lòng của Chúa Cha. Chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Suy niệm lời Chúa lễ Giáng sinh ban ngày. Cách đây ít lâu, đài truyền hình Hà Nội có phát đi buổi tọa đàm của những tình nguyện viên trong chương trình phòng chống HIV và SIDA do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Một trong những nhân vật chính của buổi tọa đàm là gia đình anh chị Toàn. Anh Toàn là một thanh niên đã từng có một thời trai trẻ buông thả và sa đọa. Chính cái thú vui nghiện hút ma túy đã đưa anh đến với căn bệnh thế kỷ SIDA. Qua căn bệnh ấy, anh đã tự đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng và ước mơ của mình. Trong khoảnh khắc chán nản tuyệt vọng, anh đã gặp được một người con gái thủy mị nhẹ thương là chị Ngọc. Biết rõ về căn bệnh nguy hiểm SIDA của mình, anh đã cảnh báo chị đừng nên đùa giỡn với tình yêu. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời phân giải, ngăn đe của bạn bè, của người thân, chị vẫn đi đến quyết định sống chung với anh. Khi được hỏi vì sao chị biết anh Toàn đã nhiễm HIV mà còn vẫn gắn bó với anh, chị đáp rất tự nhiên: chỉ vì tôi thương anh ấy. Một chuyện tình của thời SIDA mà chẳng ai dám hô hào cổ võ, bởi ai cũng biết rằng một khi gắn bó cùng với người nhiễm mầm bệnh SIDA, nó đang tự đào hố chôn mình. Ấy vậy mà hôm nay có một mối tình cao cả và lớn lao hơn gấp bội. Đó là tình yêu của một vị Thiên Chúa với nhân loại sa ngã băng hoại. Tình yêu ấy đã kéo Thiên Chúa từ trời đến với con người, mang theo niềm vui giải thoát. Tên của Ngài là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Làm người ở giữa chúng ta có nghĩa là từ đây Ngài chấp nhận liên đới với chúng ta qua thân phận bọt bèo của kiếp nhân sinh. Hơn nữa, qua việc làm người, Ngài còn mặc cho cuộc sống mỗi người một giá trị mới, giá trị vĩnh cửu, giá trị cứu rỗi. Mỗi một giọt mồ hôi, từng nỗi vất vả, ngay cả những đau thương mất mát đều góp phần đem chúng ta đến gần với hồng ân giải thoát và tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Làm người ở giữa chúng ta có nghĩa là từ đây qua Đức Kitô, đấng cứu chuộc cứu đời, Thiên Chúa đã sẵn sàng giao hòa để tha thứ cho chúng ta.
Bằng việc mặc lấy thân phận con người, Ngài đã đổi lấy cho chúng ta cái phẩm giá cao quý làm con Thiên Chúa, đồng thời còn cho chúng ta được tham dự vào cái gia nghiệp vinh quang nước trời. Làm người ở giữa chúng ta cũng có nghĩa là qua Ngài từ đây chúng ta được bước vào một mối tương quan mới. Nhờ liên kết với Ngài, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và nhìn ra nhau là anh em. Từ nay trong Ngài xa nên gần, lạ trở nên quen, mọi thù hận ghen ghét không còn lý do để tồn tại, và không ai phải đứng ngoài quỹ đạo của tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, cho mỗi chúng ta là thế, nhưng đâu phải ai cũng biết nhìn ra và đáp trả. Thánh Gioan đã nói lên điều ấy ngay trong phần đầu của tin mừng. Ngài đã đến nơi nhà Ngài mà các giai nhân không tiếp nhận Ngài. Phàm những ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Đón nhận Ngài nghĩa là đón nhận lối sống của chính Ngài, đã đồng hành với Ngài qua những lam lũ vất vả, khổ đau, bệnh tật, hiểu lầm, mất mát, vẻ rúng khinh khi. Đón nhận Ngài nghĩa là đón nhận tình yêu cứu độ của Ngài và nỗ lực từ bỏ gian tà bất chính để sống cuộc đời cầu nguyện hy sinh, sống trọn tâm tình và phẩm giá cao quý của người con yêu dấu của Thiên Chúa. Đón nhận Ngài cũng có nghĩa là đón nhận chính người bạn đường của mình và thể hiện sự yêu thương đối với người bạn mình bằng một sự kính trọng, lắng nghe, chia sẻ cũng như rộng lượng tha thứ, như Thánh Phaolô đã viết trong lá thư gửi tín hữu Colosse. Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đến gặp con người mà cửa nhà người cứ đóng chặt, tim của người cứ lạnh băng, trong khi bò chiên lại đến gặp ruộng đồng mở ngõ làm quán trọ đêm đông cho con Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn ra ý nghĩa sâu xa của ngôi lời nhập thể làm người, để cùng với Chúa chúng con sẽ xua đi những băng giá của ích kỷ, của ghét ghen, của tội lỗi, biến thế giới này nên xinh đẹp hơn, dễ thương hơn, nhờ đã biết nới rộng đôi tay, mở rộng con tim đến với những mảnh đời bất hạnh, để trái đất này đẹp mãi màu xanh của mùa yêu thương, màu xanh của mùa cứu rỗi. Amen. Từ gốc Giê-xu sẽ nảy sinh một trời, như lời Chúa hứa cùng dân Israel, trời non xuất hiện nơi dòng tông David, vương quyền của Ngài đến ngàn kiếp con sâu. Ngài đến với trời với đất.
Thank you.